Hello, chào cả nhà. Diễm chúc cả nhà một ngày mới an lành và nhiều sức khỏe nha cả nhà nha. Hôm nay buổi sáng tinh mơ mình ra ngoài vườn mình thu hoạch mốp hương. Mốp bây giờ nó cũng chuẩn bị hết rồi các bạn. Nhưng mà tới lạnh nó chuẩn bị dọn dẹp vườn rồi, nhưng mà trái rất là nhiều luôn nè, các bạn thấy ở sau lưng mình không? Trái rất là nhiều luôn. Mình thích mốp khía, mốp hương. Mốp nó cũng có vị thuốc nam nữa đó các bạn. Mớp này ăn rất là khỏe. Mà cái này là không có một thuốc học, mình không có xịt thuốc, không có phân gì hết á các bạn, chỉ là tưới nước thôi. Nhưng mà khí hậu mát á, cho nên là nó rất là tốt. Rồi bây giờ mình đi dạo dạo quanh một vườn một tí xíu cho các bạn xem nha. Trái nhiều lắm các bạn ơi. Mình còn tiếc cho nên mình chưa có dọn dẹp nữa nè. Mớp khía, mớp hương, để hôm nay mình cắt mấy trái này đây. Nhiều trái lắm. Đó, cắt trái nhỏ nhỏ non non như vậy là ăn rất là ngon. Luộc luộc rất là ngọt luôn. Chan chúc ở trên đây nhiều lắm luôn nè. Đó, đây là trái hữu hòa, cái dạng hữu hòa đi chung với dạng mớp luôn, nhưng mà cái mớp nó không bị đắng nha các bạn nha. Đây là hữu hòa. Bên kia một trái tự to nữa đây. Mốc hương. Hôm qua trái cũng rất là nhiều, còn nhiều lắm luôn. Đây. Nằm treo lủng lẳng trên vàng. Hai em mỗi nách mỗi trái luôn nè các bạn. Trái quá trời luôn. Đây là cái dưa hấu chưa chín đâu, một hai tuần nữa đi. Trái này cà chua, hôm qua mình hái một rổ to luôn nè. Đây mỗi nách mỗi trái nha các bạn nha. Đây nhìn là mê. Cái bầu sao nè các bạn, xanh một nách một trái nè, năm nách lá năm trái luôn nè các bạn. Đó, năm nách lá năm trái luôn, đậu hết luôn. Còn đây là bí bí đỏ, nó ra còn rất là non luôn. Cải xanh, còn trái này thì cũng chưa có già mấy mà to lắm luôn, quá to luôn. Đây là cà tím nha các bạn nha, cà tím mình ăn được lâu lắm luôn á, hôm nay là trái nhiều lắm. Nè, bên đây trái nè, đó. Trái thấy cưng rồi. Cái này bông nở ra là mỗi bông mỗi trái nha các bạn nha. Đó,
Bí này là bí đỏ Việt Nam mình á, mà to quá tướng quá mà chưa có già mấy nữa. Đây là hành, là hành mình trồng nè. Wow, nhìn cái dàn mướp đó mình mê quá, mình thích lắm luôn. Các bạn thấy không, có một chùm này thôi mà 2, 4, 5, 6, 7 bãi trái, một chùm này thôi. Còn đằng đây là thêm mà một trái, hai trái, rất là nhiều luôn đó. Nên cái chùm này chắc mười mấy 20 trái luôn nè. Đây là cà chua, cà chua vàng. Cái này xà lách son nó họ mình trồng hồi hè đó, bây giờ nó rớt hạt nó tự lên nè các bạn đó. Rau cải xanh hôm nay rất là tốt luôn. Còn mình chỉ có mấy cây thôi nhưng mà lá nó to lắm các bạn, nó tốt lắm nè. A butterfly over there. I really wanted to catch Cái one. ớt này trái quá chừng luôn mà bây giờ lạnh rồi. Đẻo đẻo đi theo mẹ phụ mẹ vậy đó. Hôm nay mình thu hoạch được nè, hai trái bầu, ba trái mướp với cà chua. Seven. Seven tomatoes. Bây giờ chúng ta cắt cải xanh nha các bạn nha. Thu hoạch cải xanh nè. Cái lá rất là to luôn. Wow, một cái lá cải luôn. Một cái lá cải nè, bự hơn cái thúng luôn. Đã thiệt. Cải này nó chịu lạnh lắm. Lạnh tới 3 4 độ mà vẫn vẫn sống. Đây, wow, cái lá cải. Cái lá cải quá to luôn các bạn. Này mình thu hoạch nó còn non, nó nấu canh nó ăn nó ngọt, nó không có đắng, bị đắng nhiều. Nó hơi nồng nồng của cái mùi cải xanh thôi chứ nó không có đắng. Mình để già quá mình thu hoạch đó là nó đắng lắm. Nó cay, nó nồng lắm. Mình cũng mong là cả nhà mình ai cũng có cái vườn rau nho nhỏ cho gia đình mình nha. Cảm giác thu hoạch rất là vui, rất là phấn khởi. Ôi, cái lá to quá luôn. Lá nào cũng to hết. Mình quay cho các bạn xem cái lóng lá mình thu hoạch này. Có mấy lá thôi mà quá trời luôn. Cái này là cuốn bánh xèo là hết sảy luôn. Rồi bây giờ mình thu hoạch bên đây nha. Cái lá này to nhất, mình cắt cái lá to nhất. Wow. Wow. Không tưởng tượng được cái lá cải luôn.
Cái lá cải nè các bạn. Oh wow. To tướng. Mình rất thích đi thu hoạch. Cảm giác thu hoạch rất là sướng. Lá to to to. Bánh xèo. Cái lá cải. Rồi mình thu hoạch bao nhiêu đó thôi. Mấy cái này để cho nó lớn. Đây các bạn. Có mấy lá thôi đầy cái mâm luôn, bà đầy cái thúng luôn. Ngày mới Diễm xin chúc các bạn nhiều sức khỏe và nhiều năng lượng nha. Video hôm nay là đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem video và các bạn đã ủng hộ mình thời gian qua. Và hãy đăng ký kênh và ủng hộ mình nhé. Rồi cảm ơn cả nhà. Xin chúc cả nhà nhiều năng lượng cho chuẩn bị nhiều năng lượng cho tháng mới nè. Rồi bye bye.